Theo đó, tại nhà sách Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, độc giả trẻ đã có dịp được gặp gỡ và giao lưu cùng 4 tác giả truyện tranh manga nổi tiếng của Nhật Bản lần đầu tiên đến Việt Nam. Các tác phẩm của 4 tác giả này đều được những nhà xuất bản lớn của Việt Nam như nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản Trẻ, công ty IBM phát hành phiên bản tiếng Việt, thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là tại hệ thống của Fahasa. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ tìm hiểu và giao lưu nền văn hóa của đất nước mặt trời mọc, 30 bức tranh gốc của các tác giả Nhật cũng được triển lãm trong dịp này. Sau cái chương trình ký tặng này thì Fahasa nghĩ là các bạn độc giả trẻ sẽ càng ngày càng yêu mến các cái tác giả Nhật cũng như là các cái tác phẩm của Nhật Bản, tác phẩm manga của Nhật Bản nhiều hơn nữa, và góp phần cho cái sự hiểu biết của các độc giả Việt Nam về văn hóa Nhật nhiều hơn và giúp cho sự gắn kết giữa văn hóa hai nước ngày càng tốt hơn. Thật ra là điều thu hút em tới với chương trình này là do tác giả. Chủ yếu là em là một người fan hâm mộ bình thường của bộ này, nhưng mà khi nghe tin tác giả về Việt Nam, em đánh đổi 2 ngày 2 đêm ở ngoài đường Hoa Nguyễn Huệ này để mà xin chữ ký thôi. Manga Festival được tổ chức cùng chương trình ký tặng sách với các tác giả sách truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản đã góp phần thiết thực hơn nữa vào đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản vốn đã rất tốt lên một tầm cao mới trong năm kỷ niệm này. Bên cạnh đó, lễ hội còn giúp độc giả trẻ hiểu và yêu thích hơn nữa văn hóa Nhật, các tác phẩm manga của Nhật Bản.